Theo các bạn thì bản chất của responsive nó là gì? Thì ý nghĩa của nó là để mà giải quyết các bài toán liên quan đến các màn hình khác nhau trên các thiết bị khác nhau. Đó, thì là mục đích của nó là để làm tương thích với mọi màn hình. Nhưng mà bản chất của thằng này ấy, thì nó là xử lý câu chuyện là chuyển hóa cái width, chuyển hóa width của các thẻ mà chúng ta đã format bằng CSS ấy, về từ đơn vị pixel về phần trăm. Bản chất của nó là phần trăm thôi. Đó, và để giải quyết được cái đó thì trong CSS nó cung cấp cho chúng ta cái query media, đúng không? Và nó cung cấp thằng query media này, nó cung cấp cho chúng ta những cái cách để chúng ta bắt được cái độ rộng của màn hình, width của từng cái màn hình, và tương ứng với mỗi cái màn hình đấy, ví dụ như 990 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đi CSS cho nó một kiểu. Bản chất nó là như vậy. Thì ở trong jQuery nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái phương thức, đó là đối với CSS khi các bạn zoom như thế này, resize như thế này, đúng không? Thì thằng query media nó sẽ bắt được cái sự kiện này. Đó. Còn jQuery nó cũng cho phép chúng ta sử dụng cái sự kiện này để chúng ta có thể điều chỉnh cái giao diện của nó giống như chạy ở mobile và bắt theo từng cái kích thước. Và cái sự kiện mà chúng ta resize lại cái trình duyệt này thì trong Windows nó trong jQuery nó làm như sau. Thì anh sẽ nói về cái event này. Nó sẽ là resize. Event resize. Thì cách dùng của nó thì nó là như thế này. Window.resize. Đó, khi mà người dùng thay đổi kích thước thì nó sẽ làm gì ở trong đây? Nó sẽ làm việc gì ở trong đây? Đó. Anh có ví dụ như thế này. Resize event.html. Anh sẽ nhúng JS vào thông qua cái đường dẫn này. Resize event. Và anh sẽ nhúng JS vào viết của chúng ta như thế này. Thì để viết được code JS Java jQuery thì chúng ta sẽ khai báo như thế này. Và các bạn khai báo như thế này. Đó. Thì trong này anh muốn resize thì anh sẽ bắt cái sự kiện đô la window với cái sự kiện là resize như thế này. Trong đây là một cái function, một cái callback function. Và trong đây chúng ta sẽ bắt cái sự kiện mà người dùng resize thì anh sẽ console log ra. Ví dụ như là đã resize. Anh chạy thử này. Anh chạy thử cái trang này lên. Chúng ta bật F12 lên. Đó, các bạn nhìn thấy. Nhìn thấy chưa? Đó. Và thậm chí là chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra cái độ rộng của trình duyệt ở thời điểm ấy. Hiện tại sau khi mà nó resize, chúng ta có thể console log ra như thế này. Thì thằng JS sẽ cung cấp một cái đối tượng jQuery window như thế này để chúng ta có thể lấy được cái độ rộng. Trên đây nó sẽ là chấm width. Anh chạy thử lên này. Đó,
Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái này nó sẽ ứng dụng vào rất nhiều việc. Thì tùy vào từng bài toán thực tế của các bạn mà các bạn dùng nó như thế nào cho nó phù hợp. Ok chưa? Thì chúng ta đây, các bạn thấy này, kích thước của nó sẽ tương ứng. Đó. Được chưa? Rồi, ví dụ nhá, giả sử chúng ta CSS đi. Các bạn để là anh lấy ví dụ thôi. Nếu mà độ rộng của nó dành cho mobile đi. Đây anh giả sử nhé. Nếu mà màn hình của nó dành cho mobile, có nghĩa là nó lớn hơn, à nó nhỏ hơn hoặc bằng 480 thì định. Anh giả sử như vậy. Thì cái này chắc chắn là dành cho mobile. Thì chúng ta sẽ để body. Chúng ta sẽ để cái body, tức là cái background màu của chúng ta đây. Anh lấy ví dụ như vậy, background color. Để nó rest. Đó. Còn nếu mà nó từ đây chúng ta xét hai trường hợp thôi. Mobile còn đâu lớn hơn thì chúng ta quy nó là tablet hoặc là phân bổ kích thước ra thì nó là tablet hoặc là cái liên quan đến desktop chẳng hạn, chúng ta để vào luôn và xử như vậy. Thì các bạn thấy nó gần giống như thằng Harry Media. Đây, chúng ta chạy lên này. Nếu mà khi resize, nếu nhỏ hơn 480 này. À, cái này mình không kéo nhỏ hơn được. Đó. Anh giả sử anh để nhỏ hơn 500 đi, nhỏ hơn 550 đi, để cho chúng ta nhìn thấy nó gần giống như cái Query đó. Ok chưa? Đây. Kiểu kiểu như vậy. Đó thì với JS chúng ta cũng giải quyết được những bài toán liên quan đến responsive. Được chưa các bạn? Rồi. Ok, anh sẽ đi tiếp nhé. Chỗ này có ai hỏi gì không? Anh sẽ nói về một số cái hàm ở trong jQuery. Một số method mà chúng ta thường dùng trong jQuery. Gọi là function thì rất dễ, cụ thể như CSS, cái cú pháp để dùng thì nó sẽ như thế này. Cú pháp chung khi sử dụng bất kỳ một cái function nào ở trong jQuery thì chúng ta sẽ sử dụng chấm và function name như thế này. Đó, hàm width là có sẵn của jQuery hả? Hàm width thằng này này, bản chất của nó là thư viện của jQuery. Khi mà dùng đô la này là nó sẽ dùng của jQuery, nhưng mà cái này bản chất của nó vẫn là lấy từ JavaScript sang thôi. Ok tiếp nhá. Đây. Thì hàm CSS là cái hàm mà chúng ta dùng nhiều nhất từ từ những buổi học đầu tiên cho đến bây giờ. Đó. Thì hàm này nó có hai cách dùng. Một, đầu tiên anh sẽ nói đến hàm CSS. CSS. Thì cách dùng thứ nhất của nó như thế này. Chọn CSS. Ở đây sẽ là attribute name. Đây sẽ là value tương ứng. Ok chưa? Cách dùng thứ hai đó là chấm CSS. Cái cách viết của nó dành cho nhiều attribute thì đây nó sẽ là attribute name.
hai chấm value tương ứng và nó có thể có nhiều. Đó, anh viết tổng quan như thế này. Được chưa? Đó. Bây giờ anh sẽ nói đến hàm tiếp theo, đó là hàm class và value class. Hàm này thì anh sẽ demo cho các bạn. Ở hàm này thì anh sẽ demo. Thì cách viết của nó, cách dùng của nó như thế này. Chấm add class và đưa class name vào. Đối với remove cũng tương tự như vậy. Và anh sẽ đưa class name vào. Đây. Anh lấy ví dụ như thế này. Ví dụ chúng ta có một cái file như thế này. Add class.html. Đó. Thì chúng ta sẽ tạo ra một file như thế này. Anh giả sử anh có một cái hàm, một cái thẻ H1 như thế này. Đây, như thế này, anh có một cái button như thế này. Trên color, đơn giản như thế này thôi. Anh chạy nó lên. Rồi, anh muốn là kích vào đây thì thằng này có màu đỏ. Kích thằng này chuyển màu xanh. Hoặc là anh kích vào thằng này thì nó sẽ ẩn. Ẩn đi. Được chưa? Thì làm thế nào để chúng ta dùng được? Anh để hai button, anh để sâu hai. Anh sẽ có ID là hai, anh sẽ có ID sâu như thế này. Anh sẽ nhúng jQuery vào trang này. Ok chưa? Anh sẽ nhúng nó vào như thế này. Và bây giờ anh sẽ chạy nó lên. Đó. Anh sẽ xử lý như thế này. Anh sẽ có khai báo CSS chưa sẵn như thế này. Anh có thằng nào có class là sâu thì thằng nào class là hai nhé, thì anh đi play đi. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Đây. Không. Các bạn đừng quan tâm đến cái ID anh đặt ở đây. 2H11 đi. Anh để như thế này luôn đi cho nó dễ. Các bạn đừng quan tâm đến cái ID anh đang đặt ở đây. Cái CSS này anh đang định nghĩa cho một cái class đang chưa có ở trên trang. Đang chưa có ở trên trang này. Hiểu chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ viết là để các bạn hiểu về cái S class hơn. Khi mà anh click vào cái thẻ sâu này. Thì anh sẽ làm gì với nó? ID là sâu. Đó. Khi mà anh click vào cái thẻ có ID là 2 này thì anh sẽ làm gì với nó? Ok chưa? Thì anh sẽ viết cái sự kiện khi click vào đây thì anh sẽ gọi đến cái thẻ H1. Anh chấm add class có cái tên bằng đúng cái tên này.
Được chưa? Các bạn chạy lên này. Thì ban đầu các bạn nhìn thấy là à, cái thẻ H1 này của chúng ta nó không hề có cái class nào cả. Đây. Nhưng sau khi anh nhấn click vào 2 thì cái thẻ này được add class là 2 element và nó sẽ nhận cái thuộc tính CSS ở đây. Nên là cái thẻ H1 nó sẽ bị ẩn đi. Các bạn không nhìn thấy nữa. Được chưa? Và bây giờ anh kích vào hàm sau. Thì anh sẽ xử lý như thế này. Vì thằng H1 lúc này đang có class là 2 element. Như thế này. Đây. Đó. Anh kích vào thằng này thì anh xóa đi. Đó. Thì không có class đó, nó sẽ không chịu ảnh hưởng bởi CSS kia. Nên nó sâu lên. Đó. Đơn giản như vậy thôi. Các bạn hiểu về hàng này chưa? ZQuery chúng ta sẽ chỉ còn buổi hôm nay với buổi hôm sau thôi. Buổi hôm nay và buổi hôm sau là chúng ta sẽ kết thúc cái lớp này luôn. Các bạn hiểu chứ? Thực ra là kiến thức về ZQuery á thì nó khá là rộng. Nếu mà chúng ta để đi sâu vào nó đối với một người đi làm rồi á thì ít nhất là cũng cần khoảng 1 năm đến hơn 1 năm để control được hết. Nhưng mà thực tế thì các bạn hiểu được những cái mà chúng ta đang học này này thì đủ để các bạn làm được những cái thực tế rồi. Bởi vì ZQuery nó rất rộng, không phải chúng ta sẽ dùng hết tất cả những thứ của nó. Rồi, ok. Tất cả những phương thức có ở trong ZQuery thì đều có ở trong JavaScript. Các bạn yên tâm là như thế. Anh sẽ đi tiếp nha. Ok, bây giờ anh sẽ nói đến những cái hàm liên quan đến effect, hay nói cái khác là những cái liên quan đến hiệu ứng. Nên anh sẽ cố gắng liệt kê được nhiều hàm nhất có thể. Hôm trước anh nói về cái parent chưa nhỉ? Cái parent ấy, anh nói chưa? Cái selector parent này này. Nói rồi đúng không? Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ nói về hàm remove. Hàm này đôi khi chúng ta cũng sẽ dùng, nhưng hàm này dùng phải hết sức cẩn thận. Đây. Vẫn là bài toán là anh muốn kích vào 2 thì sâu, ẩn thằng này đi là sâu thì sâu lại. Nhưng nếu chúng ta dùng hàm remove này, hàm remove cách dùng của nó đơn giản như thế này, nó chấm remove. Thì quay trở lại cái này đi, anh lấy ví dụ ở đây đi. Anh tạo thêm một cái button là remove. Đây. Thì các bạn xem cái cơ chế hoạt động của hàm này nó như thế này. Anh sẽ khi kích vào class này, anh sẽ xóa cái thẻ này đi. Thì các bạn sẽ thấy là à, anh gọi đến H1 và anh chấm remove. Đây. Các bạn xem nó hoạt động như thế nào nhé. Đây thẻ H1 của anh đây. Khi anh click vào remove này, các bạn thấy là à, nó xóa bay luôn. Nó xóa bay luôn nên là khi chúng ta nhấn sâu thì cũng sẽ không còn nữa. Đó, phải load lại trang. Đó, bản chất của thằng ZQuery là nó sẽ làm thay đổi những cái ở thời điểm hiện tại mà người dùng đang nhìn thấy. Nếu F5 lại cái là sẽ nó sẽ lại reset về ban đầu. Đây này. Thế nên là thằng ZQuery này nó sẽ không thể xử lý được tất cả những cái trường hợp như các bạn vừa như các bạn đang làm ở đây. Nên chúng ta mới cần phải dùng database như là MySQL hay là SQL Server để chúng ta lưu lại những cái hành động này. Để khi chúng ta ví dụ như khi chúng ta xóa F5 lại thì nó phải là xóa, không còn ở đây nữa. Thế nên chúng ta mới cần đến thằng MySQL và PHP để làm việc đó. Đây, ví dụ nhá, anh nhấn 2 này, anh không làm gì, anh nhấn F5 lại nó sẽ load lại hết.
Đấy, bản chất của jQuery nó là như vậy. Nếu mà trường hợp chúng ta có nhiều thẻ hát một mà chúng ta chỉ muốn xóa một thôi thì đơn giản thôi, các bạn muốn xóa cái nào thì các bạn chỉ định cái đó. Đấy, anh chỉ muốn xóa cái hát một có class là true thôi, thì các bạn chỉ cần xóa cái hát một có class of true như này. Đây. Đó, không vấn đề gì cả. Cái này thì, đấy, kiến thức nó đi làm thực tế nó cũng sẽ gặp những câu chuyện như của Minh Đức vừa hỏi được. Xóa một cái thì làm như nào? Thì kiến thức thì các bạn có rồi đúng không? Chỉ là vận dụng đó. Hoàn toàn là những cái chúng ta đã học rồi này. Đó, kiểu như vậy. Được chưa? Ok, tiếp nhá. Tiếp theo anh sẽ nói đến hàm sâu 2. Cái này thì các bạn học quen nhiều rồi. Anh có nói một vài buổi trước rồi. Sâu. Thì hàm này nó sẽ có tham số là thời gian cả. Nó sẽ là millisecond. Đó, nó truyền được thời gian vào như thế này. Anh để như thế này thì cho dễ. Các bạn có thể truyền vào hoặc là không. Ví dụ anh tạo ra một cái file khác đi. Cái này anh nhớ là anh demo cho lớp mình một lần rồi. Đây. Vẫn cái sâu 2 này anh không cần CSS nữa. Đó. Lúc này anh sử dụng là nếu mà anh chạy lên này. Anh chạy trang này lên. Đó, nếu mà anh nhấn 2 thì anh muốn ẩn nó đi thì anh sẽ dùng viết đơn giản như thế này. Đó, thì các bạn thấy là cái hàm này nó sẽ thay thế cho cái hàm remove, cái hàm add class của chúng ta, cái hàm add class như remove class nó sẽ phức tạp hơn. Có nghĩa là chúng ta phải đi làm nhiều thứ hơn. Thì thằng này nó đơn giản như thế này. Đó, lên. Kiểu như vậy. Được chưa? Và cái tham số thời gian kia vào nó có ý nghĩa quan trọng lắm. Bởi vì nó sẽ quy định cái việc là cái này nó sẽ ẩn delay mất bao lâu, nó sẽ chậm hơn này. Kiểu vậy. Được chưa? Tiếp theo anh có một cái hàm nữa, đó là hàm fade out và fade in. Bản chất vẫn là sâu 2 thôi. Thì hai thằng này á, bản chất của hai cái hàm này là nó đi add class vào thôi. Đây nhá, các bạn nhìn. Không làm gì. Nhưng mà khi nhấn 2 này, đó, display none này, bản chất vẫn là CSS thôi. Nhìn thấy sâu này, bỏ đi. Đó. Còn cái hiệu ứng mà ẩn đi trong bao lâu ấy, thì các bạn thấy nó add thêm CSS. Add thêm thằng CSS vào này. Overflow các thứ này các bạn nhìn nhé. Đó, nhìn thấy cái đoạn CSS đang chạy đây không? Đây này, đó. Đó, kiểu như vậy. Bản chất là CSS thôi. Bản chất cuối cùng vẫn là CSS. Rồi, tiếp nhé. Anh sẽ nói đến hàm này. Fade in và fade out. Đây, anh sẽ tạo dùng luôn thằng này để anh demo. Đây, được chưa? Thì cách dùng không có gì khác cả. Cách dùng không có gì khác cả. Đây. Chúng ta chỉ khác ở chỗ là thay cái này đi thôi.
thay cái hàm này đi thôi. Face out. Face in. Anh tạm thời chưa bỏ cái thời gian này. Thì các bạn xem nhé. Đó. Sau. À sorry. Chạy thằng này lên. Đây, chúng ta chạy lên. Anh sẽ đổi vị trí, out sẽ là ẩn đi. In sẽ là sau đây. Anh viết hoa. À sorry các bạn, chúng ta sẽ phải viết thường. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ khác nhau một chút về hiệu ứng thôi. Các bạn nhìn nhé. Đó. Cảm giác nó ẩn đi, nó mịn hơn một chút. Đó. Đó. Ok chưa? Kiểu như vậy. Đây. Rồi tiếp nhé. Các bạn hoàn toàn có thể đưa thời gian vào. Đây. Chúng ta đưa thời gian vào. Đó, thì nó sẽ lại chậm hơn một chút. Đó. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp. Chúng ta sẽ đi thực hành những cái hàm này thôi. À, anh có một cái hàm slide. Thì nó sẽ có slide up, slide down. Và có một cái mà anh muốn giới thiệu nữa, đó là slide toggle nữa. Thì như anh sẽ nói. Đây. Thì anh có hàm này. Slide up. Và slide down. Anh vẫn lấy ví dụ này để anh làm. Slide up và slide down. Rồi, event slide up và slide down. Đây, ví dụ như là slide up. Vẫn để sâu 2 đi cho dễ. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay đổi một chút về cái cách hiển thị. Đây. Anh giả sử anh CSS cho cái thẻ H1 đi. Có order width khoảng 500. Để các bạn nhìn thấy nó rõ ràng hơn. 2 khoảng 300. Chạy lên này. Đó, ok chưa? Bây giờ anh sẽ chỉ thay cái hàm thôi. Slide. Đây sẽ là slide up. Anh bỏ thời gian đi này. Đây. Anh bỏ thời gian đi và chúng ta chạy. Thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Anh kích vào 2 này. Đó. Thì bản chất của nó vẫn là ẩn hiện thôi. Đây, thẻ này vẫn tồn tại trên trang. Thẻ H1. Đây các bạn này. Đó, vẫn là năng. Slide down. Ok chưa? Đó, còn cái hiệu ứng mà nó quận quận lên, quận quận xuống này thì là nó do CSS. Các bạn nhìn thấy này. Đó. Thấy chưa? CSS kìa. Đó, có position kìa, nhìn thấy không? Ending tốt thì các thứ. Thì các bạn có thể tham khảo. Tất cả những cái liên quan đến chuyển động chủ yếu là do CSS quy định. Chứ các bạn đừng nghĩ là JS nhé. Sai lầm đấy. Ok, anh đi tiếp được chưa? Có nhanh quá không? Đây. Thì đối với hàm này cũng giống như những hàm khác. Các bạn hoàn toàn có thể đưa yếu tố tham vào
Đây, thời gian, ví dụ anh xét đây là 1 giây đi. Đây cũng 1 giây. Đó, nó sẽ chậm hơn một chút xíu. Kiểu như vậy, được chưa? Thì những cái hiệu ứng kiểu như này này, các bạn nhìn thấy ở rất nhiều website. Ví dụ trên thằng Tiki á, hay trên Shopee nó có mấy cái kích và tab này thì hiển thị sản phẩm của cái tab đó, kích thì kiểu như vậy thì nó thay đổi. Thì đấy là cái tính ứng dụng của nó. Anh sẽ nói đến thằng Slide Toggle. Thằng này thú vị hơn rồi. Anh lấy thằng này. Anh sẽ để tạo ra một file là Slide Toggle. Thì thằng này nó sẽ như thế này. Anh sẽ nốt nó vào document này. Slide Toggle. Cách dùng nó như thế này. Chấm như thế này này. Được chưa? Đó. Thì anh tạo ra cái file này. Nhưng chúng ta chạy cái file này lên. Anh cũng muốn ẩn hiện cái thẻ div này. Nhưng mà lúc này anh lại không cần phải dùng đến hai cái bước từ. Không cần phải dùng đến hai bước từ, có nghĩa là anh có thể xóa một cái. Đó, anh lúc này anh để một cái bước từ ở đây và với hai chức năng ẩn hiện luôn. Anh xóa luôn cái này luôn. Không cần ID nữa. Chúng ta gọi thẳng vào thẻ button. Đây. Được chưa? Có nghĩa là lúc này chúng ta dùng cái việc ẩn hiện cái khối này, cái khối này. Nhưng mà chỉ với một button chúng ta có thể làm được việc đó. Slide. Đây. Đây. Bây giờ thay vì các bạn nhấn slide gọi sự kiện slide down ở đây thì khi mà chúng ta kích vào button này chúng ta sẽ chỉ cần truyền vào là chấm slide toggle. Mình chạy lên này. Kích vào. Thì hàm này có nghĩa là gì các bạn? Tí nữa anh sẽ trả lời câu hỏi của Bách của Bắc. Hàm này có nghĩa là gì? Làm gì các bạn? Cái này có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng cái hàm này này thì kích vào, nếu mà nó sẽ đi kiểm tra nếu mà cái thẻ này nó đang hiển thị ấy, thì nó sẽ ẩn đó. Còn khi kích vào lần nữa nếu mà nó kiểm tra cái thằng này đang ẩn thì nó sẽ hiển thị, đơn giản như vậy thôi. Còn cái hiệu ứng của nó thì gần giống với slide up và slide down đó, chính vì vậy anh mới giới thiệu nó gần nhau như thế này để các bạn hiểu. Và ở đây chúng ta có thể truyền các tham số như là thời gian. Nhanh không? Để 100 thì rất nhanh. Để 2000 câu chuyện lại khác. Đó. Thì cái tham số này chúng ta cũng có thể truyền là tách dạng như thế này. Pass. Để anh test như thế này. Vù vù. Rồi như vậy. Slow thì lại khác. Các bạn nên dùng con số nhé. Đó. Ok chưa? Anh đi tiếp nhé. Ok, cái menu dùng slide up, slide down hay hover thì anh. Thì đối với menu các bạn dùng cái gì cũng được. Hover vào này các bạn slide up. Đó. Và giữa hover với slide up thì không thể dùng chung được. Có nghĩa là em đang hiểu sai một chút. Hover là sự kiện để nó tác động vào thẻ. Còn cái slide up với slide down là để làm cái hiệu ứng thôi. Bác ạ. Đi làm thì chắc chắn sẽ
Nếu mà các bạn không dùng Vue hay là Angular hay React thì chắc chắn công ty nó sẽ yêu cầu các bạn viết jQuery chứ không cho các bạn viết JS thuần đâu, ít lắm. Rồi, mình đi tiếp. Tiếp theo anh sẽ nói về jQuery của thằng Animation. Hôm nay anh sẽ nói để các bạn biết cách dùng. Nó sẽ như thế này. jQuery dành cho Animation. Thì ok, anh sẽ xử lý nó như thế này. Anh giả sử anh có một cái, trong đây của chúng ta có cái ảnh nào này. Anh sẽ làm một cái, anh nốt vào doc đã. Đối với animation nó sẽ là chấm .animate như thế này. Đó, và animate nó lại là một cái object như thế này. Trong đây chúng ta sẽ có các thuộc tính CSS, nó gần như là CSS, kiểu như vậy. Anh kiếm một cái ảnh trong đây đi. À đây rồi. Anh giả sử anh sẽ tạo ra một trang. Anh để là animate. Gọi là tone left. Tone left. Tone right. Có nghĩa là di chuyển về bên trái, di chuyển về bên phải. Thì chúng ta sẽ dùng nó như thế này. Thì anh sẽ tạo ra một cái ảnh. Anh nhúng cái ảnh đó vào. A.png. Đó. Và anh sẽ có một cái ví dụ như là đây. Rồi. Anh sẽ có class là len. Class tiếp theo là loại. Xóa cái này đi. Anh chạy trang này lên. Đây. Được chưa? Khi chạy nó lên thì anh được cái nội dung như vậy. Rồi. Đấy. Ví dụ khi mà anh kích về bên cái này, anh muốn chuyển cái ảnh này sang bên trái khoảng bao nhiêu pixel thì anh làm như sau. Nó đơn giản lắm các bạn. Ví dụ anh chuyển sang bên phải chứ. Kích vào sự kiện, kích vào button này thì chúng ta viết như thế này. Muốn chuyển cái ảnh đó thì chúng ta sẽ gọi đến cái ảnh đó để chuyển. Đó, animate. Và chuyển như thế nào thì ở đây có cú pháp như thế này. Left. Cách left khoảng 500. Nó chuyển một con số như thế này. Không chạy luôn à. À, chúng ta sẽ phải CSS cho nó một chút cho cái ảnh này. Position relative. Tại sao? Cái left này nó tương đương với cái left ở trong CSS ấy. Thì các bạn position left cách bao nhiêu, cách bên trái bên phải bao nhiêu. Không nhận. Anh sẽ kiểm tra vì sao nó không nhận. Đang không thấy có lỗi gì. Animate 300. Anh viết sai cái gì nhỉ? Khi kích vào cái thẻ bên phải này, chúng ta gọi đến cái này Animate 500. Đó, kích vào bên phải này, gọi thằng này và di chuyển về bên trái 500.
là cách bên trái 500. À sorry, anh kích nhầm à? Sorry các bạn. Đây, nó được rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Và anh kích vào cái bên trái. Về vị trí 0. Đó, ok chưa? Anh giả sử ví dụ mỗi lần anh kích vào cái bên phải anh dịch lên khoảng 100 thì anh sẽ viết như thế này. Anh khai báo cái biến ở ngoài này. Let ví dụ như gọi là merge. Anh có một cái biến merge ở ngoài này bằng 100. Và anh thay biến nó ở đây, mỗi lần chuyển xong anh sẽ lại cộng thằng merge này lên. Cộng bằng 100. Đó, anh làm nó như thế này. Chạy lên này. Đó. Ok chưa? Về. Đó. Được chưa các bạn? Thì mỗi lần click vào trái thì anh sẽ quy định thằng merging này anh set nó về bằng 0. À, anh xem về 100 về ban đầu. Đó, thì cái này thì là nó là kiến thức đơn giản thôi. Padding là sao? Muốn tự động là như thế nào nhỉ? Anh chưa hiểu ý của em là à, thế lúc đấy em phải xử lý thôi. Rồi cái đấy thì tùy vào bài toán, còn nên dùng vòng lặp thì chắc chắn rồi, nhưng mà nó hơi chung chung, tùy vào bài toán mà em xử lý thôi. Này, anh sẽ nói tiếp này. Bây giờ anh làm một cái zoom, kiểu phóng to một cái khối lên ấy, cũng dùng animate. Ví dụ anh để là animate for gọi là zoom. Anh giả sử anh có thể vẫn thẻ IMG này đi. Mà thôi chúng ta dùng thẻ DIP đi cho nó dễ. Anh có một cái thẻ DIP. Vẫn là animate nhé. Thì trong animate này các bạn này, chúng ta sẽ định nghĩa được tất cả các thuộc tính CSS attribute trong này. Nói như thế cho nó nhanh. Ok chưa? Và value tương ứng. Ok chưa? Nó giống như CSS thôi. Thì ở trong ví dụ anh có thẻ div ở đây. Div của anh nó như thế này. Anh có border 2 pixel solid có màu cam đi. Width anh để là 100 pixel, height là 100 pixel. Background anh để ví dụ như zero. Đó, anh chạy nó lên này. Đấy, anh giả sử thế. Ví dụ anh để đây là phóng to, gọi là zoom. Đó, giả sử như vậy. Được chưa? Anh tạm thời đây, ví dụ như là anh vẫn dùng hai cái class này đi cho nó tiện. Thì lúc này anh sẽ gọi đến
Khi mà anh nhấn vào button này thì anh sẽ gọi đến cái thẻ div này. Anh nhấn vào button zoom trừ thì anh sẽ gọi thẻ div này như thế này. Vẫn gọi đến div. Đây. Ok chưa? Chúng ta chỉ cần đi điều chỉnh một chút. Khi mà người dùng kích vào zoom cộng, anh điều chỉnh một chút đối với thẻ div này thôi. Đó là ví dụ anh để width của nó lớn hơn. Ví dụ như là 350 pixel. Cao pixel. Đó. Đơn giản như vậy thôi. Và anh sẽ để opacity. Cái này là thuộc tính CSS đấy nha các bạn nhé, chứ không có gì mới ở đây đâu. Chỉ có cái cú pháp dùng thằng này nó mới thôi. Ok chưa? Và anh dịch chuyển nó, ví dụ margin left ở trong đây thì nó sẽ viết khác một chút. Đó, nó viết như thế này. Trong CSS thì sẽ là như thế này. Thì đây nó sẽ là như là cú pháp của nó giống các theo buộc của JS sau này. 150. Margin top. Anh để là ví dụ như là 100 đây. Chúng ta kích vào để xem có sự thay đổi không. Đó, kiểu như vậy. Kích zoom vào lại thì sao? Kích zoom vào lại thì chúng ta, anh giả sử anh lấy vị trí ban đầu như thế này. Reset lại không? Chỉ là reset lại và chuyển cái này về không. Đó, nó khá là dễ. Lúc này opacity bằng 1. Đây, anh thử lại nhé. Lên. Không thể xuống. Lên trong hit luôn à. Thì xuống hay không là do chúng ta viết sai ở đâu thôi. Anh xem nào. À, chỗ này của chúng ta sẽ là gì các bạn? Selector sẽ là gì? Margin top ở đây. Được chưa? Chạy lên này. Lên xuống. Đó. Thì khi mà các bạn chưa học về JS hoặc là chưa được làm demo, có thể các bạn nhìn thấy một vài cái video mà người ta giới thiệu mấy cái này thì lại bảo sao cao siêu thế. Như các bạn thấy là đây, bản chất là kiến thức CSS đấy. Chúng ta chỉ có cái này mới thôi. Được chưa? Đó. Kiểu như vậy. Nên chúng ta sẽ đi thực hành những cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó. Vậy thì thằng Animate thì nó có những cách viết nào khác nữa? Thì ngoài cái cách viết mà anh đang viết cho các bạn ấy, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể viết theo cái cách như thế này. Đây. Cái cách viết nếu mà chúng ta, anh vẫn lấy ví dụ này đi, zoom đi. Sang 2 đi. Chúng ta viết tách từng cái animate ra thì câu chuyện nó sẽ khác. Ví dụ khi kích vào cái bên phải thì thay vì anh viết như thế này thì anh sẽ viết như thế này. Anh sẽ viết nó từng cái thuộc tính như thế này. Anh cứ để comment lại này. Ví dụ anh width animate cho thằng này. Được chưa? Đóng lại. Xong chúng ta lại có thể chấm tiếp như thế này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ khác đấy. Đây. Đó. Được chưa? Sau đó này, các bạn animate tiếp cho thằng này. Animate tiếp cho thằng này. Đây. Rồi là animate tiếp cho cái thằng này. Anh đưa ra để các bạn có cái nhìn. Sau này các bạn ứng dụng vào bài toán của mình trong thực tế thôi. Đây, được chưa? Lúc này anh chấm phẩy rồi. Chạy lên nhé. Thì các bạn sẽ thấy là nó chạy như thế này.
Chúng ta đang lỗi ở dòng số 26. Đây. Chưa đóng này. Đó. Đó, nó sẽ như thế này. Đây, được chưa? Chạy lên này. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là gì? Đây, các bạn nhìn lại xem. Đúng, chính xác. Nó đi thực hiện lại từng cái hành động này trước, xong từng cái rồi mới đến những cái kia sau. Đó, các bạn nhớ cho anh nhé. Thì khi các bạn gặp phải những cái bài toán như thế này ạ, và giải quyết từng gọi là từng cái event một, từng cái hiệu ứng một, thì các bạn nên nghĩ cho anh đến là animate và thực hiện từng cái một. Đó, câu chuyện như thế này thôi. Thì cái này cũng là cái cơ sở để chúng ta làm game. Cơ sở để làm game, ví dụ ngày xưa làm game bằng JS rất là nhiều, jQuery bây giờ cũng thế. Đó. Tiếp nhá. Đây. Thì vẫn bài toán này. Vẫn bài toán này, nó sẽ có một cái cách làm khác nữa. Vẫn là animate để các bạn có cái hình dung rõ hơn. Ví dụ các bạn thấy là độ rộng ban đầu của cái thẻ này là 100 và 100. Đây, đúng không? Và khi mà muốn zoom lên ấy, anh muốn là mỗi lần zoom lên anh sẽ cộng cho nó thêm 100 thôi. Thì chúng ta có thể viết như thế này. Đó, ok chưa? Chúng ta có thể viết như thế. Và cách tốt khoảng bao nhiêu thì chúng ta có thể cộng như thế này. Đây. Chúng ta viết như thế này. Đó. Thì lúc này nó sẽ lấy là tôi sẽ lấy cái độ rộng ở trên này đang có sẵn, tôi cộng thêm, được chưa? Và khoảng cách của nó đang chưa có thì nó sẽ lấy không cộng với khoảng cách ở đây. Đây. Anh chạy lên nhé. Có vẻ sai sai cái gì nó phải to lên chứ. Cộng 100. Sorry các bạn, cộng bằng. Có nghĩa là gán phép cộng bằng. Đó, cộng cái nữa này. Đó. Ok chưa các bạn? Chỗ này thì các bạn hiểu như thế nào? Lớp mình có hiểu cái này không? Có nghĩa là mỗi lần tôi kích vào thằng này, tôi sẽ lấy được cái giá trị ban đầu ở trên đây này. Tôi sẽ cộng thêm. Đó. Sau đó nếu mà kích lại vào cái nữa, tôi lại lấy được cái giá trị vừa cộng, tôi lại cộng thêm cái này. Nó cứ cộng cho đến vô cùng. Đó. Thế dưới này chúng ta cũng hoàn toàn có thể là giảm dần đều như thế này. Trừ bằng. Đó. Trừ bằng, cái này khá là hay đấy. Nếu mà các bạn hiểu nó thì các bạn hoàn toàn có thể làm game đơn giản với JS được. Thì các bạn sẽ là trừ bằng. Anh thử cho các bạn nhé. Đó, lôi dần về. Kiểu như vậy, các bạn tính toán các con số thôi. Zoom ra chính giữa. Được, các bạn điều chỉnh thôi.
Thì lúc này sẽ không để cái này nữa. Các bạn sẽ điều chỉnh nó thôi. À, nó không ra này, nó đang không margin, nó không nhận cái thằng auto này. Margin không pixel auto nó không nhận. Chắc là sẽ có đấy, nhưng mà chúng ta phải xem thêm một chút. Ý em là nó sẽ ra giữa đây đúng không? Đó, thì cái này chúng ta có thể xử lý thêm. Đang là bài toán CSS đây nó sẽ như thế nào thôi. Chủ yếu là CSS thôi, các bạn có thể thử là được. Anh đang dùng margin không auto đây thì không được. Transform translate là được á. Anh không nghĩ thế. Các bạn có thể thử nhé. Anh nói về cách dùng thôi. Cụ thể đưa CSS nào vào thì các bạn thử cho anh. Này loạn loạn này. Rồi chúng ta điều chỉnh vào. Rồi, ok. Anh sẽ nói về một cái dạng tốc gù như thế này nữa. Đây, x4 đối với animate. Anh giả sử thẻ này của anh có độ rộng là 500. Đó, khi mà anh dùng animate cho cái độ rộng này như thế này, thì thằng anh muốn là kích vào đây thì nó sẽ rộng thêm bao nhiêu đó, và kích ngược lại thì nó sẽ co hết thằng này lại. Thì nó có một cái concept về tốc gù như thế này, nó giống như cái tốc gù vừa rồi, sâu không lại hai hiển thị trong lại ẩn đi ạ. Thì thằng này nó cũng có đối với chiều rộng như thế này. Đó, chúng ta thử nó đối với chiều cao. Đây. Đó. Ok chưa? Rồi, thì đối với animation thì các bạn tùy khả năng về CSS của các bạn đấy nhé, thì các bạn ném nó vào cho anh để các bạn đạt được những cái hiệu ứng đó theo cái mong muốn của mình. Rồi, ok, anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo anh sẽ nói về một cái nó là cũng liên quan đến animation nhưng mà nó lại là một concept khác. Cái này nói anh nghĩ là sẽ hơi thôi rồi, anh sẽ nói trong trước khi nói đến cái event store ở trong JS thì anh sẽ sự kiện store này có nghĩa là dừng lại một cái hoạt động nào đó. Đó, thì đối với thằng animation nó có một cái khái niệm là callback, có nghĩa là có thể set thời gian chạy chuyển động cho một cái đối tượng trong bao lâu, kiểu như vậy.
thì nó sẽ như thế này. Đây, quay trở lại cái anh sẽ có animation exam 5 đi. Đây. Chúng ta đang có cái nội dung như thế này. Anh có cái khối chuyển động này anh để là 100%. Đây. Anh có một cái ví dụ là start và anh stop ở đây để các bạn hiểu. Start. Đây là anh sẽ là stop. Anh có class start và stop. Ok chưa? Khi người dùng click vào start thì anh sẽ làm gì với edit này? Và khi người dùng click vào stop thì anh sẽ làm gì với cái edit này? Thì anh sẽ xử lý nó như thế này. Nếu mà người dùng click vào start thì anh sẽ cho cái này nó di chuyển cách bên trái khoảng bao nhiêu pixel, thì ví dụ anh cứ cách và tăng dần đều, nó là khoảng 50 pixel đấy, bằng 50 pixel. Cái này kiến thức như vừa rồi ạ. Đây, anh thử nhé. Restart này. Đang chưa nhận. Start đến LED 50 pixel. À, về chúng ta dùng LED thì chúng ta sẽ đặt position relative ở đây để cho nó hiểu được. Đó, kiểu như vậy. Thì có phải mỗi lần click thì chúng ta sẽ cộng tăng dần á. Thì trong thằng JS nó có một cái concept đó là nó sẽ callback cái này chạy được trong khoảng bao lâu. 5 giây như thế này. Anh lấy ví dụ. Anh start. Nó các bạn thấy nó chạy tăng dần không? Các bạn thấy là nó đang chạy không? Mỗi lần lên được khoảng bao nhiêu pixel? Nên để to to hơn một chút để các bạn nhìn thấy trang pixel thì các bạn sẽ thấy có sự thay đổi rõ rệt hơn khi mà nó chạy. Nó vẫn rất là dò dưa. Được chưa? Kiểu kiểu như vậy. Thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ xử lý là khi mà thằng này nó đang chạy như thế này, anh có thể dừng nó lại. Ok chưa? Thì anh sẽ làm như thế này. Khi click vào stop thì anh sẽ stop luôn cái này. Đây. À sorry, đây. Chúng ta có thể chúng ta chọn ở trên rồi. Các bạn nhìn này. Start này. Load lại trang nhé. Start này. Đó. Start. Nó mình hiểu chưa? Rồi, anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo, anh sẽ nói về một cái nữa. Cái này thì không biết là cần không. Vẫn là animation, rồi anh sẽ bỏ qua cái này vì khá ít dùng. Thì tiếp theo anh sẽ nói đến xem còn gì liên quan đến VS này được không nào. Event hiệu ứng các thứ anh đều sâu ra rồi. Đó. Về selector cũng rồi này. Event rồi này. Bây giờ chúng ta đi làm cái nào hay dùng thì nói, vì nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại đây. Chúng ta sẽ đi làm ví dụ, một vài cái ví dụ. Ok không? Anh sẽ vẽ một vài cái ví dụ để chúng ta dùng. Cái remove anh nói rồi nhỉ, remove quan trọng lắm, nên là anh cũng đã sâu rồi. Còn gì nữa nhỉ? Add class các thứ rồi. Anh định nói về Ajax ở đây, nhưng mà vì chúng ta chưa học PHP thì không có ý nghĩa gì lắm. Nếu mà chưa học, nói Ajax ở đây nó hơi khó hiểu.
nên là anh sẽ không nói ở đây. Cái tâm khù có nghĩa là cái tâm khù ấy, đây này, quý này, nó nằm XM3 đúng không? XM4 đây, có nghĩa là mặc định phần này có độ rộng như thế này đúng không? Khi mà anh nhấn tâm khù thì anh sẽ co hết lại cái độ rộng về không, nhấn lại thì nó lại trả lại cái độ rộng cũ của nó. Đó, nó gọi là callback ở trong CS, được chưa? Đó, rồi bây giờ anh sẽ đi thực hành đi. Chúng ta sẽ đi thực hành với nhau để mà hiểu hơn về những cái mà chúng ta đã học. Đó, thì buổi sau anh sẽ dạy về plugin và cách nhúng plugin vào trong website. Buổi này thì chúng ta sẽ tạm thời stop lại toàn bộ những kiến thức của jQuery. Thì các bạn có thể hỏi nhé. Thì bây giờ anh sẽ đi demo một vài cái ví dụ để chúng ta hiểu về cái này. Ok không? Thì anh sẽ làm một cái bài liên quan đến bài giống comment của Facebook ấy. Tại vì bài này cũng nhiều người hỏi. Anh sẽ làm cho các bạn, và cái bài này sẽ ứng dụng được hầu hết tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học từ đầu đến giờ. Thì trước khi đến với cái bài này thì anh sẽ vẽ ra một chút để các bạn hiểu được cái mà chúng ta sẽ làm. Đây. Thì nó giống như là lúc các bạn vào Facebook ấy. Anh giả sử anh sẽ có danh sách các bài viết như thế này. Ví dụ như là Corona COVID-19. Anh giả sử đây là một cái comment. Ok chưa? Nội dung này được đăng tải bởi một cái ông nào đó có cái avatar như thế này. Đây, ok chưa? Lộ trình học như thế nào cho hiệu quả. Rồi, ok. Xong. Và nội dung comment cho mỗi cái bài viết của cái này thì chúng ta sẽ có cái comment như thế này. Anh sẽ có like này. Bài này được bao nhiêu like rồi này. Đó. Rồi là chúng ta sẽ có online thì sẽ có online. Đó, khi mà online thì cái này nó sẽ trừ đi kiểu vậy. Chúng ta sẽ có comment này. Đó, tổng số comment là bao nhiêu rồi. Đó, được chưa? Cho mỗi bài viết này chúng ta có các nội dung như thế này. Và khi người dùng click vào cái button, cái nội dung, cái comment này thì nó lại show ra cho chúng ta một cái inbox để chúng ta làm công việc đó là nó comment. Đó, đại loại như vậy. Và sau khi comment xong thì nó sẽ show ra cái nội dung comment ở phía bên dưới. Là à, comment này của ông nào? Nội dung comment nó ra làm sao? Nội dung comment ra làm sao? Kiểu như vậy. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể xóa comment đó đi.
chúng ta có thể xóa cái comment đi. Ví dụ ở cuối cái nội dung này chúng ta sẽ có cái nội dung là à, có một cái link là delete ở đây, chúng ta xóa nó đi. Đó, ok chưa? Và một bài này có thể có rất nhiều comment. Đó, các bạn hiểu bài toán của chúng ta chưa? Lúc mình hiểu bài toán chưa? Bây giờ anh sẽ làm việc này. Chúng ta đi dựng những giao diện này. Anh sẽ để là comment.html. Đó, thì giao diện này đơn giản thôi. Chúng ta sẽ dựng tạo một cái, ví dụ như là chức năng comment này. Chúng ta dựng một cái URL gì đây. Đó, trong cái li chúng ta có một image để đại diện cho avatar, width khoảng 50 pixel, nó nằm trong thư mục image a.png. Và chúng ta có một cái thẻ p đại diện cho nội dung comment. Để hay có thì dựng cái giao diện này thì nó lại liên quan đến kiến thức của CSS rồi. Anh chạy ra đây. Đó, và cái này để là khoảng 670 cho nó to. Mỗi cái này chúng ta sẽ có một cái div chứa các nội dung, ví dụ như là ahref dành cho line, dành cho dùng span cho dễ, sẽ là dành cho comment. Số lượng like đang là bao nhiêu rồi thì chúng ta sẽ để là lát nữa chúng ta sẽ xử lý rồi, để con số ở đây. Đi làm CSS trước đã. Ok, dành một vài phút để mà set hết cho nó. Tôi sẽ làm nhanh vì cái này các bạn nắm được rồi. Gì? Là list tài tài năng chạy lên đây. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi định nghĩa cho li. Anh để thằng này cũng ra giữa. Nhảy nó ra giữa đây. Đó, định nghĩa vào thằng image đúng left. Rồi, ok, clear left này để cho nó không tràn lên.
định nghĩa vào LI, đặt cái border nhìn nó dễ. LI đây đó, thì các bạn thấy là cái LI này vì thằng image nó đang slot led này nên nó tràn được ra khỏi cái kích thước đang có của thằng LI, thì để thằng LI nó bao được thằng image này, cái chiều cao của thằng LI bao được cái thằng image này thì các bạn cũng slot led rồi đó, được chưa? Mỗi tin thì cách bên dưới khoảng bao nhiêu pixel đó, 10 pixel. Vào anh để ví dụ F, F1, F1, F1. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái nội dung ở bên trong cái div comment. Đây, anh sẽ có div.space, anh để không sai khoảng 10 và nó sẽ cho nằm vị trí dưới. Thì thằng này không biết này, đó, ok chưa? Và image anh sẽ cách xét cho nó cách cái ảnh đó, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái button này, cái input này để nhập comment. Chúng ta sẽ có một cái text area ở đây. Được chưa? Text area này anh sẽ đẩy cái chiều cái margin top của thằng này này, của thằng div xuống. Chúng ta làm đơn giản nên là anh sẽ làm cũng xử lý đơn giản, anh sẽ đẩy nó xuống đó, được chưa? 15 pixel thì nghiễm nhiên thằng kia nó sẽ bị đẩy xuống đó. Và thằng này anh sẽ bọc nó trong một cái thẻ div. Div này anh có class là subcomment. Ok chưa? Rồi. Anh có, bây giờ anh sẽ định nghĩa thằng này. Thứ nhất là nó có nguyên led. Load led. Và anh đặt margin led cho nó 60 pixel. Và anh để margin top 60 pixel. Xuống một chút như thế này đó, và anh đặt width cho nó khoảng 300%. Rồi anh cần như thế này thôi. Và cái này nó sẽ có màu khác đi một chút, các bạn nhìn cho nó dễ. Đây. Nó phải là cái subcomment hết, sorry. Đây, cái subcomment.
Đó, các bạn sẽ thấy nội dung như thế này. Anh để nó sub comment này. Cái text area của nó lớn lớn lên chút. Chiều cao 20 đề, khoảng 45 pixel. Resize gồm 5. Resize 5 là mục đích để bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Để cho người dùng đỡ kéo. Còn kéo nữa. Đây, ok chưa? Đó, thì chúng ta sẽ được cái nội dung này. Và dưới cái nội dung này thì chúng ta sẽ có danh sách các comment. Đây này. Thì chúng ta lại có các comment ở dưới. Thì copy nó ra thôi. Đây. Dưới đây chúng ta lại có ULLI. Đúng nội dung comment như thế này thôi. Đây. Đó, bài toán comment thế này rất là tương tự. Và vấn đề là chúng ta sẽ có thằng này là first để không tác động đến thằng kia. Chắc là đầu tiên các bạn thấy anh viết CSS nhỉ? Vì lớp mình CSS là anh hướng dẫn. Một chai. Vẫn đang bị ảnh hưởng này. Anh Hưng làm cho một công ty của Đức ở ngay chỗ gì anh quên mất rồi. Mà anh đặt class cho dễ để nó đỡ bị ảnh hưởng class của nó parent. Là chữ Nguyễn Chí Thanh gì đấy, mình không nhớ nữa. Nói chung đấy là thông tin mật không được tiết lộ. Đây. Rồi. À, vẫn cảm giác nó bị ảnh hưởng nhỉ. Rồi, ok. Đó. Và anh sẽ định nghĩa cho thằng sắt này. List sắt. List style 5. Anh cho cái ảnh nó nhỏ lại. Đó, kiểu kiểu như vậy. Và mỗi cái LI của cái thằng list sub này anh sẽ merging top một quả. À, merging bottom. Để anh nhân cái lượng comment này lên. Ok chưa? Lại bị ảnh hưởng clear dev à. Load lamp. Đó, rồi. Đây. Chạy lên. Rồi. Chúng ta lại phải load lamp. Để cho cái đường này nó sẽ đúng với cái chúng ta cần. Cắt cái ảnh này. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây là... Hít cũng đang bị ảnh hưởng. Rồi, ok, anh giả sử thế. Bây giờ anh sẽ bỏ cái này qua ra đi. Dễ nhìn.
Rồi, đây là nội dung comment cho từng khối, hiểu vậy. Sau này kích vào cái enter cái là nó sẽ comment bên dưới này. Hiểu như vậy. Được chưa? Và chúng ta sẽ có nút xóa ở đây. Anh nâng cái này lên một chút. Đó, xuống đây. Kiểu như này. Cái này nhỏ thì anh dùng float thôi. Đơn giản là anh dùng float thôi. Anh sẽ dùng cái A ở đây. Có một cái link xóa ở đây. Xóa này. Hiểu vậy. Thể hiện hình con trỏ chuột. Đó, rồi. Có nội dung được xóa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi code JS cho nó. Hiểu được tìm không? Rồi, ok. Đó. Thì bài toán này nó sẽ như thế nào các bạn? Bài toán nó sẽ như thế này. Anh sẽ copy hết cái này đi. Rồi, mỗi cái bài viết lớn thì chúng ta sẽ có comment. Bây giờ anh muốn đi viết cái xóa comment trước. Ok không? Thì chúng ta sẽ viết cái gì các bạn? Chúng ta sẽ viết cái xóa comment. Thì các bạn biết là trong đây chúng ta sẽ đi kích và xóa comment. Thì khi người dùng kích vào một cái comment đó chính là cái thẻ spam này, anh để là class là delete comment. Có cần phải lấy vị trí không theo các bạn? Khi anh click vào xóa comment thì cũng cần phải lấy vị trí không? Chúng ta sẽ làm bài này sang cả buổi sau nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phân tích là xem có cần không khi xóa comment. Lên. Anh sẽ bắt sự kiện khi người dùng click vào thằng này. Ok, chúng ta sẽ viết JS ở đây. Đây, như thế này. Chúng ta nhúng jQuery vào trước. Bài này làm cũng để mà vừa làm vừa giải thích cho các bạn thì cũng sẽ mất thời gian ấy. Nên là anh nghĩ là buổi hôm nay sẽ không xong được, bởi vì bài này rất là nhiều thứ. Khi mà anh bắt sự kiện người dùng click vào cái class này, đây delete comment này, chấm click, thì anh cần phải làm gì các bạn? Anh cần phải xóa cả cái dòng này đi đúng không? Có đúng không? Mà cả cái dòng này sẽ là gì? Là cái li này, đây này.
Đó. Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Nếu một người dùng click vào cái comment này, anh sẽ lấy ra nick chính nó này. Chính là cái thẻ spam này. Được chưa? Parent là lấy ra thằng lợi. Chấm thử nhé. Thằng này chắc là chưa update class. Đây. Đây. Chúng ta sẽ xóa như thế này. Ok chưa? Cũng được nhưng mà phức tạp. Trường hợp của Đức Anh làm thì sẽ khi mà làm slide ấy, các bạn sẽ làm như thế đấy. Rất nhiều trường hợp chúng ta phải gán ID. Nhưng mà trong trường hợp này thì không cần. Được chưa? Chúng ta xong cái xóa nhé. Thậm chí là khi xóa chúng ta hỏi, đúng không? Khi xóa chúng ta hỏi là a bạn có muốn xóa không, nếu có thì xóa, còn không thì thôi. Chúng ta có thể dùng thêm cái này, đây là cái này cũng hay dùng khi các bạn làm trang quản trị. Thì anh sẽ có cái cách dùng như thế này. Nó là khi người dùng click vào đây, anh sẽ hỏi là nếu có hàng confirm à không, thì hàm này nó sẽ trả về true hoặc false. Nếu mà người dùng nhấn ok thì là xóa, trái lại thì không. Đó, được chưa? Nó sẽ như vậy. Rồi, tiếp tục. Bây giờ anh sẽ làm cái hàm là nếu mà người dùng gõ vào đây, nhấn Enter thì anh sẽ thêm một comment mới, đúng không? Giả sử thằng này có một comment. Thì anh sẽ thêm nó như thế nào? Thì anh sẽ đi viết cái sự kiện khi mà người dùng comment. Anh có một cái class là comment content. Anh sẽ update cho tất cả những cái chỗ khác. Đó, ok chưa? Thì anh muốn sử dụng sự kiện ở đây cơ. Sự kiện vẫn là event thôi, nhưng mà anh muốn dùng event của bàn phím là enter. Thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thì trong jQuery nó có cách để cho chúng ta xác định được người dùng vừa nhấn vào phím gì thông qua cái key code. Thì chúng ta vẫn viết như thế này: khi mà người dùng tác động vào cái thẻ này, ví dụ như là class comment này, đó chấm, thì chúng ta sẽ bắt cái sự kiện là họ on press và cái gì, thì anh sẽ để là key press. Function. Thì anh sẽ truyền vào một cái đối số như thế này. Thì ở trong thằng JS nó trong bàn phím của máy tính nó sẽ nhận cái đối số
của phím Enter đó là có mã là 13. Thì chúng ta là e.width như thế này. Thử nhé. Đó, các bạn nhìn thấy Enter cái thì là 13 này. Ok chưa? Thì anh muốn là nếu chỉ thực sự người dùng Enter, nghĩa là khi mà họ Enter thì chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà nó bằng 13 chúng ta sẽ làm gì? Lấy ra nội dung của cái thẻ này, thì lấy ra nội dung của bất kỳ cái thẻ input nào trong jQuery thì chúng ta sẽ dùng chấm va như thế này. Mình có nói một lần rồi đấy, chấm va. Đây các bạn thử nhé, console log. Mình chạy lên, ví dụ dễ mà. Đó, được chưa? Thì các bạn thấy là chúng ta lấy ra là cái nội dung vừa nhập vào chính thằng này. Thì sau khi comment xong thì các bạn phải xóa cái nội dung này đi. Thì chúng ta muốn xóa nội dung của input này, chúng ta vẫn dùng va và chúng ta vẫn gọi như thế này và gán giá trị cho nó. Đó, đây thử nhé. Ok chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Và lúc này chúng ta sẽ làm một việc, đó là người dùng đã comment vào đây rồi thì anh sẽ phải hiển thị nội dung comment đó xuống đây. Thì cả cái nội dung comment đó nó chính là cái này, cái li này, thì anh sẽ viết vào đây như thế này. Anh tạm thời content anh gán cái biến này vào đây và anh đưa cả code HTML này vào như thế này. Ok chưa? Và cái nội dung comment thì anh sẽ truyền vào như thế này. Đây chính là nội dung comment. Như thế này. Anh để là HTML này, content này, là dễ. Đó. Và vẫn có một cái biến content trên này. Để các bạn đỡ bị lẫn. Lấy ra giá trị truyền lên là content như này thì mình dễ hiểu hơn. Ok chưa? Sau khi truyền xong rồi thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì với nó? Thì chúng ta cần phải đưa cái nội dung này vào trong đây, vào trong cái list này. Mà cái list này nằm ở đâu các bạn? Cái list này nằm ở đâu? Cái list content này nó lại nằm ở cái thẻ này. Đây đúng không? Thẻ UL này. Đó, anh muốn chèn thêm nội dung vào cho cái thẻ UL này, hay là cái khác là chèn thêm một cái UL khác như thế này. Như các bạn biết như này. Có ba cái UL này. Thì chúng ta làm như thế này. Đây, quay lên trên này. Thì chúng ta gọi đến cái UL này, có đúng không? Và chúng ta chèn vào. Thì để chèn vào chúng ta, tức là bổ sung thêm nội dung cho một thẻ, thì chúng ta dùng hàm chấm append. Để chuyển nội dung này vào. Đây, được chưa? Chúng test này, mình sẽ thấy mà. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây chưa? Ủa, như sao chúng ta bị mất cái thẻ delete nhỉ? Chúng ta thử xem bị mất ở đâu nhé.
Chúng ta nhìn xem nào. Delete sẽ cho này, để em copy cả cái này đi. Ta thử lại. Đó, được chưa? Các bạn thấy chưa? Ok chưa? Nhưng các bạn thấy ở đây có vấn đề là chúng ta đang comment bài cho bài viết này thì comment này của chúng ta nó lại nhảy hết xuống đây. Chỗ nào cũng có. Tại sao lại như vậy? Ai nhìn ra vấn đề? Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đang ép nội dung vào cho cái thẻ UL có class là cái này, mà rất nhiều thẻ UL có class là cái này. Đây này. Có đúng không? Thế nên chúng ta sẽ không thể làm như thế này được, mà chúng ta sẽ phải chỉ định ra là cái UL đấy có ID là bao nhiêu, thì lúc này liên quan đến cái đánh ID tâm number mà Đức Anh vừa nói. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ đánh từ 0 nhé, UL có ID từ 0 như thế này đó, thì cái này của anh cũng sẽ có một cái biến number, anh cũng đánh bằng 0 và nó sẽ tăng dần đều. Ví dụ như xuống đến cái UL thứ hai thì cái này nó sẽ là một, number là một, thì ID đây sẽ là một, được chưa? Và anh sẽ có number đây bằng hai, ID ở đây sẽ bằng hai. Đó, tại sao lại chúng ta lại đi đánh số thứ tự tăng dần như thế? Bởi vì sau này cái danh sách comment này chúng ta lấy từ database ra và chúng ta chạy for, thì chạy for của mảng nó sẽ tăng từ 0 cho đến n. Được chưa? Các bạn nhìn thấy đấy. Đây rồi. Chúng ta có number bằng 0 và chúng ta có cái ID của cái UL này bằng 0. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta nên đặt là list, gọi là sub comment gạch ngang không như này, nhìn cho nó clear. Đó, chúng ta sẽ bổ sung ở đây sub comment 1, sub comment 2. Đó, được chưa? Bây giờ bài toán của chúng ta là mỗi lần mà anh nhấn enter ở đây, vừa chúng ta sẽ lấy ra nội dung và lấy ra cái number này, lấy ra number hay nói khác là lấy giá trị của thuộc tính trong một thẻ, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm này. Let's number viết chính thẻ đó này chấm .attr của number. Các bạn thấy là chúng ta sẽ lấy được. Đây. Anh enter này, nó lấy ra giá trị là 0. Nếu anh enter này, nó là 1. Enter, anh lấy ra 2. Sau khi anh lấy ra được number này rồi thì anh sẽ lấy ra những ID. Anh lấy những ID có cái tag như thế này. Subcomment trừ như thế này, và anh sẽ nối chuỗi với cái number này. Đây. Anh chạy lên đây, anh ví dụ dễ đấy mà. Đó, thì nó chỉ comment cho mình cái bài viết này thôi, ở dưới các bạn sẽ không thấy nữa.
ví dụ như là học lập trình dễ không, như test, comment. Đó, những chỗ này của chúng ta bị mất này. Rồi, cái này cũng sẽ là dễ lắm. Sử như vậy. Đó, chỗ này của chúng ta đang bị mất thì đang chưa hiểu vì sao, thì chúng ta sẽ kiểm tra lại. Hay là chúng ta sẽ kiểm tra lại những cái này cũng thế. Chúng ta chỉ được cái đầu. Đây, nó xem vì sao. Nó không có. Thì rõ ràng nó đang không có thật. Chúng ta xem vì sao cái content này lại không có. Đây, ví dụ anh chạy cái input thứ hai này đây. Những người đang không lấy được thật. Tại vì sao vậy các bạn? Tại vì là chúng ta gõ vào cái comment này, chúng ta lại lấy ra cái nick này, nó chỉ lấy ra cái đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ dùng zip. Hiểu không? Đây này. Chúng ta sẽ dùng zip. Thì lúc này các bạn lấy cái thứ hai này. Lấy được. Xóa đi. Chúng ta chạy này. Đó, kiểu như vậy. Dưới này chúng ta cũng vậy. Bình thường. Đó, được chưa? Dễ lắm. Tương tự như vậy, dưới này chúng ta hoàn toàn có thể lấy đây. Các bạn hiểu cái bài này chưa? Thì bài này của chúng ta sẽ còn một vài vấn đề nữa, đó là khi nhấn like thì thằng này tăng lên, khi nhấn vào thì nó sẽ chuyển thành unlike, nhấn unlike thì thằng này sẽ giảm xuống, mỗi lần comment thì chúng ta sẽ tăng được tổng số comment lên, nó sẽ tăng lên, và khi xóa thì chúng ta sẽ phải xóa được những comment mới của người dùng comment, thì đây chúng ta đã không xóa được. Thì toàn bộ những phần này anh sẽ để buổi sau đi, thì nói ở buổi này nó sẽ hơi dở ra. Ok không các bạn? Nhưng mình có ok không? Alo đâu hết rồi? Lớp mình còn một buổi nữa thì anh muốn là nếu mà được thì thứ hai anh sẽ dạy bù lớp mình luôn. Ok không? Sau đó thì anh sẽ cho các bạn một loạt các bài tập liên quan đến jQuery cho các bạn có cơ hội thực hành. Các bạn có thể nói nhé, thoải mái nhé. Bởi vì bây giờ hết, anh sẽ dừng cái buổi hôm nay ở đây. Đó, có một số bạn vẫn bật mic ở ngoài nên là anh sẽ phải tắt nó đi. Bài tập JS thuần có nhiều lắm. Nhưng mà JS các bạn cũng, anh cũng cho các bạn làm gì mà. Rồi anh sẽ up video lên. Đó, thì lớp mình thứ hai tuần sau học nhé. Rồi, ok các bạn. Rồi, anh sẽ gửi lên nhóm lớp. Lớp PP vừa chốt sổ hôm qua, vừa chốt danh sách lớp hôm qua, thì các bạn ai mà học lớp đấy thì lên học luôn. Thì chat lên nhóm ấy, có thể Lương bên anh sẽ nhắn tin hoặc là anh sẽ trả lời. Nhá. Các bạn nên học sang PP đi, vì với kiến thức như hiện tại thì
các bạn đủ sức để học sang PP rồi, bởi vì nó không liên quan lắm. Và cái thứ hai nữa là cái cơ hội việc làm nó sẽ dễ dàng hơn. À, lớp mình có nhóm lớp mà Toàn. À, lớp Facebook JS thì có lớp View JS, nhưng mà về anh tuyển các bạn ở ngoài thì hiện tại lớp này vẫn đang pending, chưa đủ lớp đó, mà lớp mình không ai đăng ký nên là anh sẽ phải chờ cho đủ lớp thì mới start được. Hết dịch thì chắc chắn bên anh sẽ về học off như bình thường, học học on như thế này thì chỉ phù hợp những bạn ở xa thôi. Thực ra là học on như thế này anh thấy cũng hiệu quả mà. Có ai hỏi gì về toàn bộ phần này không? Vue.js bây giờ bắt buộc sẽ dùng TypeScript và sẽ học là Vue.js 3, mặc dù là nó chưa chính thức công bố release chưa, trong quý 3, à, trong quý 1 này nó sẽ release. Anh nghĩ là học online này các bạn có rất nhiều lợi ích. Ví dụ các bạn mua một khóa học online ở bên ngoài nó tương đương bằng khóa học bên anh rồi, mà không được học trực tiếp, chỉ là mua video. Khóa này các bạn vừa có sổ code demo, vừa có video, vừa có nói chung đủ thể loại. Có Rec.js, nhưng thực ra là Rec.js ít bạn đăng ký lắm. Lớp thì học Laravel mà anh muốn là các bạn học Vue.js cho nó sát. Ok. Anh sẽ tắt cái share nhé. Bạn nào học PHP thì đăng ký sớm. Chào các bạn nhé. Các bạn hỏi gì thì có thể chat lên nhóm Facebook, nhóm của lớp. Rồi, chào các bạn.